chưa nghe Hồ Quang Tám thì không nói, nhưng những ai đã chót một lần nghe Hồ Quang Tám có lẽ sẽ gần như thành một thói quen là không thể không nghe anh, bởi vì mỗi người đều tìm thấy tâm tình của mình trong đó, và đấy là hạnh phúc của một ca sĩ. Vâng, kính thưa quý vị, ca sĩ Hồ Quang Tám là một trong những giọng ca xuất sắc nhất của dòng nhạc Bolero ở khu vực miền Bắc, như là quý vị khán giả đã yêu thích trong suốt nhiều năm qua. Lặng nhìn chiều thu lòng nhớ chưa chắc phải của chị hay của chị, thì chúng ta cứ từ từ để cảm nhận cái sự sung sướng đó. Vì thời gian không đợi, còn lời yêu dư lại để còn biết về. Right.
quê hương là đường đi học, con vườn và bướm vàng bay. Quê hương là con diều đi